Hello, xin chào mọi người nha. Chào mừng mọi người đã đến với trận đấu hôm nay nha. Hôm nay mình tiếp tục cầm AD nha mọi người nha. Lại cầm Van Hen mọi người nha. Một con tướng quốc dân. Nói chung là mình thấy Van Hen này bắn rất mạnh mọi người. Đầu game bắn mạnh lắm mọi người ạ. Chủ yếu là giữ vị trí tốt thôi. Rồi, cướp bùa. Mới đầu trận thì bạn xong cướp bùa rồi. Ui trời ơi, trận này có Gindu, mình đối đầu với lại Gindu với lại Violet rồi, khó chịu quá. Hai con đều bắn xa này. Ui trời ơi, đã cho mình hết lứa cái máu này, chết rồi. Ui giời ơi. Mình nhà thì đang đi hỗ trợ rừng bị cướp rừng phe mình mọi người ạ. Đây là trận này có một mình thôi. Rồi con này ra. Ui trời ơi, con Gindu kia bực mình thế nhỉ. Trận này nghe căng thẳng quá mọi người ạ. Đây rồi, Mina đang lên hỗ trợ mình rồi. Ui giời ơi, ui giời ơi, ui giời ơi. Rồi, cả mít lên, lên nào. Choáng này, ui giời ơi, gặp mít tiền bạn tốc biến nhanh không đứng vào cầu kia là bay bay mẩu ngay mọi người ạ. Rồi, nấp đây cái. Ui giời ơi, chết rồi, háo. Chết rồi, bỏ rồi mọi người ơi. Hay. Chết cả đôi mọi người ạ. À. AD không thấy à, ô. Bỏ bóng rồi. Mình pha đấy mình không để ý đưa bố tìm bạn nổ bóng nhé. Không để ý, sorry nha. Rồi lại nha. Sorry rất nhiều. Không để ý quả đấy, mình không để ý thật mọi người ạ. Không để ý bóng của lưu bố. Chứ mình thấy bóng lưu bố đấy rồi. Không đứng đấy đâu. Ui xời ơi, con Hindu kìa. Bực mình thật đấy. Ui xời, nó lại chính bắn mình này. Ui xời ơi, thì bạn rổ đá quá. Rồi, rồi. Máu cái ui xời. Mina này giáp thế nhỉ. Cứ quanh quanh ở trong này thôi. Ra trách bụi trước các kiểu cho AD bắn như này. Mình thì không dám nò ra rồi mọi người ạ. Không ra thì con Gindu nó bắn cho một cái. Rồi con Winnet nó lộn cho một cái là gần hết máu rồi. Không dám ra. Cứ nhờ Mina. Ui giời, nhờ Mina trách bụi hội thôi. Nhưng mà ông này cứ ở trong trụ này thôi, đâm là tem hết tầm nhìn, không biết đứng đâu được, mọi hơi khó. Kìa đi đâu con sâu này, ôi trời thế, đi đâu, ui sổi ơi, tốc biến sang tường là đẹp, ui rồi ôi, quánh cho tem mình tan tác rồi mọi người ạ, lúc đây. À, bay sang à. Ui trời ơi. Ui trời ơi. Kìa. AD kìa. Rồi, ui trời ơi, tem bạn còn ít máu quá. Nhưng mà hôm mình không dám đuổi theo mọi người. Giờ mà tham mạng đuổi theo một cái nào chết ngược ngay mọi người. Thôi, ôi trời ơi, lữ bố này đi đâu con sâu này. Báo trộn ạ. Hẹn lại đánh nhau nữa kìa. Khá đi kìa. Ô, Natalie về rồi. Thôi, về đường thôi. Lấy đường thôi, các cụ ơi. Ôi trời ơi, lại Gindu này ai. Rồi, nó bắn mình này. Nuôi tí. Không thấy biết ngay mà. Thì me bắn mình thôi. Ngọn đây. Còn view lại kia. Lộn vào đây. Mày nè. Ui trời ơi, Hindu. Bị Hindu xích cái ăn ulti cái của Hindu đang lên bảng ngay. Our middle lane
Ôi, con quay vào đây. Ôi giời ơi, con Mina này. Đứng quay. Chắc là trách bụi trách nam thì thôi đi về mọi người, về cho lành. Đứng đây lơ ngơ, thỉnh thoảng lại ăn một quả của Windu rồi ăn một quả lộn của Violet cái là đắp chiếu ngay. Bên tình công với nhau quá mọi người ạ, mình ra dọn đào linh mít này nhé. Đang là Lavani đang lên trên đường tinh công rồi. Đi dưới này mọi người ạ. Xin đường dưới này thì bạn bắt ngay ạ. Lũ đồng lại lộ ra bắn này biết ngay mà. Đây này, cứ quanh cái gì đi vào trích bụi trích bạc này này. Ôi trời ơi, đấy đi vào đấy trích bụi này bụi trên kia chứ định. Cứ quanh rồi lại về trụ, chán hết cả người, chán bọt. Đấy. Ui dồi ôi, tốc biến nhanh còn kịp rồi. Cũng đi đi, ui dồi ôi, con đứa đù này đánh hay quá này. Tốc biến sang mình luôn. Ôi trời ơi, không thấy giải đâu. Trời ơi, không có giải à, support của gì thế. Chết cả đôi, ôi giải rồi, giải lúc nào thế. Giải đây là ủng ti thì giải chứ nhỉ. Chẳng có ra. Quân trong nhà. Phải thì được không kể. Đi phạm thôi. Ta đi đâu? Na ta đi đây. Cannoneers have spawned. Giờ mình không rồng rành gì nhỉ? Đây là đi vòng sau mọi người nhá. Liều chết phát này đi vòng sau. Liều chết phát này. Ui dồi ôi, ăn đúng cái cục của Natalie vẫn ngon nha. Ui chết rồi, chết rồi. Không biến rồi. Ui giời ơi, tốc biến mất. Quả đấy cái tốc biến thì ngon này, cảnh đào luôn. Lụm cả hết cái này luôn. Lụm hết tên bạn luôn. Ui giời ơi, Murat ulti cho AD tên bạn. Không xin nghe gì. Mất xíu máu. Rồi mình lên là cái diều này cho nó có tí tanh mọi người nhá. Cho nó có tí tanh cơ. Để phạm rừng mọi người nhé. Cứ phải phạm nè mọi người. Cứ phải phạm nè. Rồi nên cứu con Mina rồi đấy. Về đây. Về đây rồi. Ui dồi ôi đông thế. Đông thế trời ơi. Một mạng trời ơi. Rồi như bố chứ hỏng quá hỏng. Hỏng rồi. Ưng tí anh em chúng tôi. Đúng rồi. Chuẩn thôi. Chơi đầu. May quá mọi người ạ. Tí nữa thì lại quẳng nữa. Bỏ ăn hết nữa. Bên kia rồi, hắn hết rồi. Đi dọn đạo lĩnh luôn. Tìm mạng của bên kia hết rồi. Dọn đạo lĩnh xong rồi thì biến về mọi người nhé. Cuối này cho nó hồi máu bắn cho nó yên tâm. Rồi, rồi, ba anh bên kia không ăn tinh công đi. Rồi, đi thôi nào Mina ơi. Let's go, ra mít nào. Rồi, đạo lĩnh này thì sẽ hỗ trợ nha. Còn Hindu đấy, ui, chạy mất. Chọn đường. Con Natalie một cuộc tốc biến nhanh đấy. Farm hết quá trên đường đi mọi người ạ. Ồ, không tới à? Farm nó con này á. Không tới.
Rồi team lại đánh nhau ở mid rồi. Một team này luôn nha mọi người nhá. Team bạn đang tấn công kìa, đang tranh nhau tấn công kìa. Rồi mình đến đây, đánh nhau đi anh em ơi. Anh em ơi đánh nhau, khô máu lên. Ôi trời ơi, đấy. Chạy đi đâu con Natalie này? Chạy lên bảng nha. Rồi win luôn mọi người ơi. Đấy đường win luôn, tem bạn lên bảng hết rồi. Đấy đường win luôn được rồi. Win luôn, không có dây dưa gì cả. Win luôn, team bạn sắp ra rồi. Win luôn, trời ơi, tống rồi, đúng rồi, thanh trụ rồi. Nên né sang này, team bạn ra, nên né sang này. Ok, rồi. Win rồi nha mọi người nha, trận này căng thẳng quá mọi người ạ, toát hết cả mồ hôi. Ok, video của mình đến đây là hết rồi nha. Hẹn gặp lại mọi người video tiếp theo nha. Bye bye.